thiết kế hiện đại, mô phỏng theo kiến trúc nhà dài truyền thống của đồng bào dân tộc ED. Bảo tàng Đắk Lắk là nơi lưu giữ nét tinh hoa của các dân tộc tại Tây Nguyên. Không những thế, ở đây còn có biệt điện Bảo Đại cùng cây lồng đảo hơn 100 tuổi. Bảo tàng được bố trí thành 3 không gian trưng bày với 3 phần nội dung lớn, gồm đa dạng sinh học, văn hóa dân tộc và lịch sử. Khu văn hóa dân tộc trưng bày hiện vật, hình ảnh về đời sống, sinh hoạt của con người Tây Nguyên, tiêu biểu là người Ê Đê bản địa. Ngoài ra còn có các dân tộc khác như Mờ Nông, Cha Rai, Ba Na, Mường, Thái, Tày, Giao, Nùng, vân vân. Với các dụng cụ như dùi trong nông nghiệp, thuyền độc mộc, giỏ, lao để săn bắn, hái lượm, những ghế dài, bếp lửa hay đồ trang sức có mặt ở tất cả các ngôi nhà dài. Du khách còn bị hấp hồn bởi những bộ trang phục của già làng, thầy cúng, những đồ dệt thổ cẩm, dệt chiếu. Bộ cồng chiêng của người Ê Đê và Gia Rai. Những chum rượu đủ mọi kích cỡ. Phần trưng bày về nghi lễ rất đa dạng, bao gồm nghi lễ nông nghiệp và nghi lễ phồng đời người từ khi sinh ra đến lúc về với ông bà tổ tiên. 45 năm qua, bảo tàng là điểm tham quan thú vị của du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố Buôn Ma Thuột. Bởi điều đặc biệt ở bảo tàng này là nó sử dụng 4 ngôn ngữ để trưng bày, bao gồm Việt Nam, Pháp, Ê Đê, Anh. Các hiện vật trưng bày trong Bảo tàng Đắk Lắk đã phần nào tái hiện, cung cấp cho người xem toàn cảnh lịch sử phát triển, những giá trị văn hóa độc đáo của con người, thiên nhiên của vùng cao nguyên hoang dã từ thời kỳ đồ đá cho đến nay, qua đó thể hiện những đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên nắng gió. Tôi người ngoài Hà Nội và hôm nay tôi được đến đây viện bảo tàng của tỉnh Đắk Lắk. Đấy, thì thực ra nhiều cái là xem qua trên sách vở thì cũng không được thấy được hết tất cả. Nhưng hôm nay thực sự là đến đây thì nhìn thấy tất cả những cái hiện vật còn lại của các dân tộc, như ví dụ là những chiếc gùi này, cái kia là dồ bộ, những bộ thổ cẩm này, rồi là những cái săn bắt về đánh cá, hay là cái bếp lửa này đấy, và có những cái trang phục của phụ nữ của dân tộc Ê Đê. Thì là đúng là ngày hôm nay thì lên trên này thì mới chứng kiến được những cái nét truyền thống, những cái nét giữ lại được. Lần đầu tiên mình tới thăm thì những cái gì biết qua sách vở nó khác xa với những cái gì mình nhìn thấy ở đây. Nói chung là qua sách vở mình nhìn thấy hình ảnh. Bây giờ mình tới tại cái bảo tàng Đắk Lắk này thì mình thấy được cái thứ nhất là cái lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Đắk Lắk từ xưa tới nay. Mình giống như được sống lại trong cái lịch sử của một cái thời kỳ của tỉnh Đắk Lắk cũng như là thành phố Buôn Ma Thuột. Cái thứ hai là cả cái phong tục, tập quán, văn hóa dân tộc của tỉnh Đắk Lắk, như về là trang phục của người đồng bào ở đây. Thứ hai là về các cái dụng cụ sản xuất hàng ngày gắn với đời sống của người dân Tây Nguyên, thì mình giống như được sống lại về cái thời kỳ lên 5, lên 7, thời kỳ đang học tiểu học ở ngày xưa ở quê mình. Mình giống như là sống lại một cái thời kỳ như vậy. Thứ ba nữa là qua cái tham quan như thế này thì mình thấy rất là ấn tượng về những cái trang phục hay là những cái đồ dùng mà nghĩ là trong ngày xưa thì mình nghĩ trong đầu thôi, chứ chưa bao giờ là mình nghĩ tới là mình sẽ thấy khi qua cái sờ được hiện vật ở đây. Thật sự là cảm động. Trong khuôn viên bảo tàng còn có biệt viện Bảo Đại và cây lồng đảo được viên công sứ Pháp trồng cách đây hơn 100 năm. Cây có đường kính gốc 4m, cao 30m. Năm 2014, cây lồng đảo được công nhận là cây di sản Việt Nam. Hiện cây lồng đảo có hàng chục nhánh vươn ra xung quanh tạo bóng mát. Đây là địa điểm khách du lịch thường ghé chụp ảnh lưu niệm mỗi khi tham quan biệt viện Bảo Đại.